Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 10, ông Vương Chính Quốc, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã họp cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh đến thời điểm này, các chỉ tiêu cơ bản đạt trên 68% so với kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu về trồng rừng tăng nhanh, giá trị xuất nhập khẩu ổn định, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang tiến triển tốt, giải quyết tốt lượng hàng tồn kho của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nợ xấu có phần tăng nhưng vẫn nằm trong mức thấp so với cả nước, một số dự án triển khai chậm so với kế hoạch. Các cơ quan thông tấn báo chí đặc biệt quan tâm đến việc người dân tiếp tục phản ánh về tình trạng hoạt động của công ty luyện kim màu Tứ Đỉnh ở Bản Lầu, Mường Khương. Mức độ ảnh hưởng của những trận mưa vừa qua đã gây ra những ảnh hưởng cụ thể đến các địa phương. Trong tuần này, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm, tiếp tục giám sát việc thực hiện các kết luận của Thường trực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về vấn đề môi trường, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Sáng nay mùng 4 tháng 10, tỉnh đoàn Lào Cai đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cán bộ đoàn, hội dành cho hơn 100 học viên là bí thư, phó bí thư đoàn thanh niên xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh và 16 đơn vị đoàn trực thuộc. Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị một số kiến thức, kỹ năng cơ bản như chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai, đấu tranh phòng ngừa diễn biến hòa bình trong thanh niên, triển khai nghị quyết đại hội và các phong trào hành động của đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Công tác đoàn, quản lý đoàn viên, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác ủy thác, vay vốn ngân hàng chính sách, hướng dẫn một số nội dung công tác của tổ chức Đại hội Liên hiệp Thanh niên và nghiệp vụ công tác Hội Liên hiệp Thanh niên, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng cắm trại. Đây là lần thứ hai tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức lớp tập huấn theo chức danh với nội dung quan trọng, thiết thực nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới. Thông qua lớp tập huấn nhằm đáp ứng yêu cầu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn hội cho đội ngũ bí thư đoàn cấp cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang một cái Tết Trung thu thật đầm ấm, trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em vùng cao, tối ngày 3 tháng 10, thành phố Lào Cai đã tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm cho hơn 1.000 em học sinh trên địa bàn xã Hợp Thành. Đúng 19 giờ 30 phút, chương trình đêm hội mới bắt đầu. Nhưng các em nhỏ từ 17 thôn bản của vùng cao Hợp Thành, thành phố Lào Cai đã có mặt từ rất sớm. Ngày hôm nay, hơn 1.000 em học sinh của các trường học trên địa bàn xã đã có một đêm hội trăng rằm thật vui và ấn tượng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, những trò chơi dân gian vui nhộn và nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị khác. Cháu được chơi những trò chơi giải câu đố và chơi với chú Quậy và chị Hằng Nga. Cháu thích nhất là trò chơi giải câu đố ạ, vì giải câu đố rất vui ạ. Năm nào trường chúng con cũng tổ chức tại đây và rất là đông vui ạ. Sau khi được tham gia những hoạt động như thế này, chúng con rất thích đến trường và vui chơi cùng các bạn ạ. Hợp Thành là xã vùng cao của thành phố Lào Cai, địa bàn có 4 dân tộc sinh sống, đời sống của người dân vẫn còn hết sức khó khăn. Đêm hội trăng rằm ngày hôm nay không chỉ là ngày hội của các em học sinh mà còn mang niềm vui cho đồng bào các dân tộc đang sinh sống nơi đây. Tại chương trình, lãnh đạo thành phố Lào Cai, các nhà tài trợ đã tặng quà và trao 15 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Mọi năm thì các ngành, các cơ quan đơn vị vào cuộc rất là nhiều và năm nay thì cái sự vào cuộc và quyết tâm lại cao hơn nữa. Và qua cảm nhận những người làm chương trình như chúng tôi thì thấy rằng là nếu như có sự vào cuộc của tất cả các ban ngành đoàn thể thì đặc biệt các em nhỏ của các cái khu vực được quan tâm sẽ cảm thấy ấm áp hơn và có cái sự quan tâm đồng bộ đầu tư về chất lượng và chương trình cũng như là truyền cảm hứng và lấy đó làm cái thông điệp chung dành cho sự quan tâm của các ủy đến mầm non tương lai của đất nước. Đêm hội trăng rằm năm 2017 cũng là dịp để các em học sinh được gặp gỡ, giao lưu, mở rộng vòng tay bạn bè, là dịp để toàn xã hội cùng chia sẻ những khó khăn, thiệt thòi với những học sinh vùng cao, động viên khuyến khích các em ra sức thi đua học tập tốt, phấn đấu là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tối qua, huyện Simacai cũng đã tổ chức chương trình vui đón Tết Trung thu với chủ đề Thắp sáng ước mơ cho em, cho các em thiếu niên nhi đồng khu vực trung tâm huyện. Đây là một Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm và đầy ý nghĩa với các em thiếu niên nhi đồng trong huyện. Được biết, những ngày này, huyện cũng chỉ đạo tất cả các đơn vị trường đồng loạt tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Trong đêm hội này, huyện Simacai đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và nhiều suất quà ý nghĩa cho các cháu là trẻ mồ côi, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước
các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội của huyện Simacai đối với các cháu thiếu niên nhi đồng. Đêm hội đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu thiếu niên nhi đồng, giúp cho các cháu có thêm động lực phấn đấu học tập, rèn luyện. Tối qua mùng 3 tháng 10, chương trình Đêm hội Trăng Rằm do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp với chi đoàn xã, liên trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Tả Giàng Phìn, huyện Sapa tổ chức nhằm mang đến nhiều niềm vui cho những em thiếu nhi nơi đây. Chương trình Đêm hội Trăng Rằm đã diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi đặc sắc, mang đậm không khí Tết Trung thu cổ truyền. Năm nay, chương trình Đêm hội Trăng Rằm đã thu hút đông đảo thiếu niên nhi đồng tham gia, đặc biệt là phần rước đèn và trưng bày cỗ Trung thu có sự tham gia của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn với rất nhiều mâm cỗ được làm công phu đẹp mắt. Dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã trao tặng 4 đầu thu DTH và gửi tới các em học sinh thiếu niên nhi đồng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực giúp các em học sinh có thêm điều kiện để vui Tết Trung thu và vươn lên trong học tập. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu là ngày hội truyền thống luôn nhận được sự quan tâm của các em thiếu nhi. Đặc biệt tại các trường học, các em học sinh còn được trải nghiệm nhiều hoạt động gắn với Tết Trung thu để hoàn thiện kỹ năng, nâng cao hiểu biết về văn hóa truyền thống. Đây là lần đầu tiên các em học sinh tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lào Cai được trực tiếp nặn tò he, nặn bóng bay, trò chơi dân gian truyền thống của người Việt. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân, từ lạ lẫm đến quen thuộc, chỉ ít phút sau, nhiều em đã tự nặn cho mình nhiều hình thù ngộ nghĩnh từ bột và bóng bay. Hôm nay trường con tổ chức ngày hội vui Tết Trung thu chia sẻ yêu thương rất là vui ạ. Đối với ngày hôm nay thì chúng con rất hào hứng vì đã được các nghệ nhân đến từ Hà Nội dạy chúng con làm những sản phẩm rất là đẹp như là nặn bóng, làm tò he và nặn bóng thú ạ. Trong ngày hôm nay thì em đã được các nghệ nhân ở từ Hà Nội đã dạy em nặn các những hình con tò he và nặn bóng rất là đẹp, và đây là cái sản phẩm mà em đã tự làm, và em nặn cái bông hoa hồng này để dành tặng cho mẹ em ạ. Tại ngày hội vui Tết Trung thu chia sẻ yêu thương, học sinh trường tiểu học Hoàng Văn Thụ còn được tham gia rất nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường như góc làng nghề, góc trò chơi tiếng Anh, góc sáng tạo, góc ẩm thực, mua bán các sản phẩm. Ý nghĩa hơn nữa là tất cả số tiền bán ra qua các gian hàng đều được dành để gây quỹ ủng hộ cho các học sinh khó khăn trong tỉnh. Mọi năm thì thường nhà trường chỉ tổ chức cái vui Tết Trung thu với cái việc là tặng quà cho học sinh. Tức là học sinh được xem biểu diễn văn nghệ, được xem tiểu phẩm, được múa lân và được tặng bánh. Thì năm nay các con lại được tham gia vào một buổi chiều để tham gia các cái hoạt động. Qua đó các con tự làm cho mình những cái sản phẩm mang cái chủ đề Tết Trung thu. Các con làm cho mình được những cái bánh Trung thu, làm được cái đèn ông sao, làm những cái mặt nạ và làm những cái đồ dùng tự làm để trang trí cho cái góc gia đình nhà mình cũng như các học tập của mình và lớp mình bằng những cái sản phẩm do mình tự làm. Ngoài các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các em học sinh còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn ảo thuật, các tiết mục văn nghệ, múa võ, múa sư tử Trung thu, tạo nên bầu không khí đầy sôi nổi và ý nghĩa. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Mường Khương vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại trường tiểu học, trung học cơ sở xã Pha Long, huyện Mường Khương. Với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, với mục tiêu tính mạng con người là trên hết, tại buổi tuyên truyền, các học sinh đã được tiếp thu nội dung của luật giao thông đường bộ, công tác đảm bảo an toàn giao thông cổng trường, quy tắc đảm bảo an toàn giao thông đối với người điều khiển xe đạp điện, xe thô sơ và người đi bộ, ý nghĩa các biển báo giao thông, kỹ năng xử lý các tình huống và văn hóa khi tham gia giao thông. Các câu hỏi tình huống thực tế mà học sinh thường hay vi phạm đã được cán bộ cảnh sát giao thông giải đáp, hướng dẫn giúp học sinh nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Vào hồi 17 giờ 45 phút ngày 2 tháng 10, nhận được nguồn tin từ nhân dân tại khu vực km 9 quốc lộ 4D, đoạn cầu Cốc San, huyện Bát Sát, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc chi cục kiểm lâm tỉnh Lào Cai đã bắt giữ khối lượng gỗ nghiến lớn đã được cắt xẻ dạng thớt đang được vận chuyển qua địa bàn tỉnh. Qua kiểm đếm của lực lượng kiểm lâm thì có đến 797 chiếc thớt gỗ nghiến với 8 kích cỡ khác nhau, có đường kính từ 33 đến 52 cm, thớt dày từ 4 đến 5 cm. Số lượng thớt này tương đương với 4,88 mét khối gỗ. Qua đấu tranh khai thác, lái xe và cũng là chủ hàng mang tên Lê Văn Ứng, sinh năm 1988, có địa chỉ thường trú tại xã Định Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Theo giấy tờ mà chủ hàng xuất trình với cơ quan kiểm lâm,
thì số lượng thớt này được mua từ tỉnh Lai Châu và Điện Biên từ năm 2015-2016, nhưng qua quan sát thì số lượng thớt bị thu giữ còn rất mới, thậm chí là còn mùi gỗ mới được cưa xẻ. Hiện toàn bộ số thớt gỗ nghiến này đang được lực lượng kiểm lâm tỉnh bảo vệ, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguồn gốc số lượng thớt gỗ nghiến nêu trên, hoàn tất hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hôm nay mùng 4 tháng 10 là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Trong 9 tháng năm nay, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy khiến 75 người thiệt mạng, 143 người bị thương. Hôm nay mùng 4 tháng 10 là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao ý thức, huy động đông đảo người dân tham gia vào các hoạt động thiết thực về phòng cháy chữa cháy. Bởi công tác phòng ngừa và đối phó với hỏa hoạn là trách nhiệm của toàn dân chứ không phải của riêng một đơn vị tổ chức nào. Trong 9 tháng năm nay, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, khiến 75 người thiệt mạng, 143 người bị thương, thiệt hại về tài sản là hơn 1.500 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, đáng tiếc là số vụ cháy tăng hơn 24%, số người thiệt mạng tăng hơn 13%, thiệt hại về tài sản tăng hơn 20%. Hơn một nửa số vụ cháy là do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện, tiếp đó là do sơ suất trong sử dụng lửa, xăng dầu, khí đốt và hóa chất. Theo báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 2017-2018 vừa được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố, Việt Nam được xếp hạng 55 trên 137 nền kinh tế, đứng thứ 6 trong khu vực ASEAN. Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã có sự cải thiện và tăng hạng đáng kể, vượt bậc, vị trí thứ 55 cũng là vị trí cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Tính chung trong 5 năm, Việt Nam tăng tới 20 bậc. Mặc dù vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn đưa ra nhận định thận trọng do điểm số của một nửa số trụ cột vẫn chưa được cải thiện và kết quả này chưa đảm bảo tính bền vững. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.